Năm 2018, các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp chủ yếu đều vượt kế hoạch và cao hơn năm trước. GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm trở lại đây. Đây là con số mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã công bố tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 vừa diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai kế hoạch năm 2018 trong điều kiện khá thuận lợi về thời tiết. Tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tiêu thụ nông sản phải cạnh tranh gay gắt với nhiều quốc gia, cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu và chịu tác động từ chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn có nguy cơ bùng phát. Những yếu kém nội tại về sản xuất nhỏ, phân tán, mặc dù đã được khắc phục nhiều nhưng chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Cơ cấu lại nông nghiệp triển khai chưa đồng đều ở các địa phương, khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng miền khá lớn. Trong khi một số địa phương cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới để chuyển sang giai đoạn nâng cao, thì một số địa phương có số xã đạt chuẩn lại rất thấp. Các vấn đề phát triển sản xuất, thu nhập, hạ tầng cơ sở, nhất là tình trạng môi trường nông thôn chưa chuyển biến rõ nét. Tại hội nghị, Thủ tướng đã lắng nghe các ý kiến phát biểu của các địa phương và các bộ ngành nhằm đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019. Theo đó, để thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%, ngành nông nghiệp sẽ xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh.